Nếu bạn đang tìm một chiếc laptop gaming giá rẻ chỉ dưới 10 triệu thì khoan, dừng lại khoảng chừng là 2S, đây là video dành cho bạn. Mình sẽ giới thiệu các bạn 5 chiếc laptop tốt nhất để chơi game trong tầm giá dưới 10 triệu. Một số tiêu chí chọn cấu hình cho laptop dưới 10 triệu, CPU i5 hoặc i7, từ thế hệ 4 đến 7. RAM 8GB, SSD 256GB, màn hình độ phân giải Full HD. Đầu tiên phải kể đến là chiếc laptop HP ProBook 650G3. Cấu hình CPU i5 đến 7200U hoặc 7440HQ, RAM 8GB, SSD 256GB, màn hình 15.6 HD. Tiếp tục là một cái tên nữa đến từ nhà HP. HP ProBook 650G2 có cấu hình thấp hơn so một đời với chiếc HP 650G3. Cấu hình của máy: CPU i5 đến 6200U, i7 đến 6600U, RAM 8GB, SSD 256GB. Màn hình 15.6 HD. Vị trí thứ 3 là một chiếc laptop Dell Inspiron 5448 có cấu hình CPU i5 đến 5200U, RAM 4GB, SSD 120GB, màn hình 14 HD, VGA AMD R7M260. Tiếp theo là chơi game trên một chiếc máy chạm HP ZBook 14G1. Máy có cấu hình CPU i5 đến 4200U hoặc i7 đến 4600U, RAM 4GB, SSD 128GB, VGA AMD Fibro M4100, màn hình 14 Full HD. Acer Aspira 315-23 là chiếc laptop mới 100% có giá rẻ nhất tại laptop TCL. Cấu hình CPU AMD 3020E, RAM 4GB, SSD 256GB, màn hình 15.6 HD. Bạn đã chọn được chiếc laptop gaming dưới 10 triệu ưng ý cho mình chưa? Nếu chưa, hãy để lại comment ở phía dưới hoặc nhắn tin trực tiếp cho fanpage để chúng mình tư vấn thêm cho nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.